Chào các bạn, thì tiếp tục cái nội dung mà hôm nay trao đổi với các bạn về cái trong cái phần nhập môn hệ vận động, thì hôm nay tôi được phân công lên lớp với các bạn phần đại cương về hệ hô hấp dành cho đối tượng năm thứ nhất. Thì bài này các bạn cũng đã được nhận cái bài giảng số rồi đúng không? Dạ được rồi ạ. OK. Về nội dung á, thì thứ nhất á, là các nội dung mà cần trao đổi nó đã nằm trong cái nội dung của bài giảng số. Cái thứ hai nữa là các nội dung mà các bạn có thắc mắc gì thì các bạn có thể đặt câu hỏi trong cái buổi ngày hôm nay để chúng ta cùng trao đổi và mở rộng hơn vấn đề. Chứ mình sẽ không có giảng lại hết những cái nội dung mà đã có trong cái bài giảng số rồi. Các bạn có thắc mắc gì không? Thứ nhất thì trên cái slide này có cái tên và số điện thoại cũng như là email của tôi. Thì nếu như các bạn có thắc mắc gì thì các bạn có thể liên hệ qua email hoặc số điện thoại về cái nội dung của bài giảng để được làm rõ hơn một số vấn đề. Và mục tiêu á, mục tiêu của bài ngày hôm nay thì nó sẽ gồm có 4 mục tiêu chính. Đối với các bạn là sinh viên năm thứ nhất thì mình chỉ dừng lại ở cái những mục tiêu ở mức độ là liệt kê và mô tả. Ví dụ như mình liệt kê được cái thành phần tham gia cấu tạo của hệ hô hấp, mô tả được đặc điểm các cơ quan tham gia ống dẫn khí và mô tả được các đặc điểm của các cơ quan tham gia sự trao đổi khí. Và nếu được thì liệt kê thêm các chức năng cơ bản của hệ hô hấp. Đó là một số cái mục tiêu của bài giảng. Thì không biết là trong quá trình mà các bạn theo dõi video clip bài giảng số thì các bạn có thắc mắc gì thì các bạn vui lòng đặt câu hỏi để mình có thể trao đổi và giải đáp với nhau. Mời các bạn. Các bạn có câu hỏi gì không? Nếu các bạn sao các bạn có thắc mắc gì, các bạn đã xem bài chưa? Alo, dạ rồi. rồi thắc mắc gì, có thắc mắc gì về bài giảng này?
không thắc mắc gì hết. Rồi nếu như các bạn không có thắc mắc gì thì mình sẽ nói nhanh về những cái nội dung tóm lược lại để các bạn có thêm thời gian để các bạn xem. Thì lưu ý với các bạn là những cái phần sau mà khi các bạn học thì các bạn nên dành thời gian để các bạn xem trước các bài giảng số của bộ môn, tại vì nếu không thôi thì mình sẽ mất cái thời gian lên lớp mình trao đổi và không có mở rộng được vấn đề. Thì đầu tiên là mình nói về cái đặc điểm giải phẫu của hệ hô hấp. Thì đối với cái phân chia giải phẫu của hệ hô hấp có hai cách phân chia. Cách phân chia thứ nhất là phân chia về mặt giải phẫu học, thì hệ hô hấp nó được chia làm hai cái nhóm. Nhóm thứ nhất đó là hệ thống ống dẫn khí, được hiểu nôm na là cái hệ thống ống dẫn này cho không khí đi vào và đi ra khỏi cơ thể. Hệ thống ống dẫn này sẽ gồm có các cơ quan mũi, hầu, thanh quản, khí quản, phế quản. Hệ thống thứ hai đó là hệ thống trao đổi khí, nghĩa là giúp cho quá trình trao đổi khí được diễn ra bên trong cơ thể, mà chủ yếu là diễn ra tại điểm tận cùng của luồng không khí khi đi vào, đó là phế nang và hệ thống mạch máu xung quanh. Thì hệ thống trao đổi khí sẽ gồm có phổi và màng phổi. Đó là cách phân chia về mặt giải phẫu. Còn cách phân chia thứ hai là cách phân chia về mặt lâm sàng. Thì về mặt lâm sàng thì người ta chia cái hệ hô hấp ra làm hai tầng. Tầng trên được gọi là đường hô hấp trên, lấy cái móc từ thanh quản trở lên. Mũi, hầu, thanh quản là đường hô hấp trên. Cái tầng dưới là tầng của đường hô hấp dưới, thì sẽ gồm từ khí quản trở xuống, thì gồm có khí quản, phế quản, phổi và màng phổi. Thì cái mặt phân chia về mặt lâm sàng này nó có giá trị trong cái việc là chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân. Đối với những bệnh nhân bị tổn thương đường hô hấp trên thì có khả năng là bệnh nhân đó cần phải được khám chuyên khoa tai mũi họng. Còn đối với những bệnh nhân bị tổn thương đường hô hấp dưới thì có cần phải khám chuyên khoa hô hấp hoặc là phổi. Về chức năng của hệ hô hấp thì gồm có 4 chức năng chính. Chức năng thứ nhất là chức năng trao đổi khí. Cái hình ở trên bảng bên tay trái được hiểu nôm na là cái hình để cho thấy quá trình trao đổi khí diễn ra ở điểm tận cùng của sự dẫn khí, đó là ở phế nang. Quá trình trao đổi khí sẽ diễn ra ở hai cái tổ chức. Tổ chức thứ nhất là luồng khí ở trong lòng phế nang, và tổ chức thứ hai đó là tổ chức nồng độ CO2 oxy, hay còn hiểu nôm na là nồng độ của các khí trong mạch máu xung quanh phế nang. Thì do sự chênh áp giữa nồng độ CO2 và oxy ở trong mạch máu và trong phế nang mà quá trình trao đổi khí sẽ diễn ra. Khi các bạn học sinh lý, các bạn sẽ tìm hiểu kỹ về quá trình này do sự chênh áp về nồng độ, chênh áp về áp suất của hai loại khí này mà quá trình trao đổi khí sẽ diễn ra. Cái chức năng thứ hai đó là chức năng xử lý không khí trước khi đi vào của đường hô hấp. Được hiểu nôm na đó là luồng không khí khi nó đi vào và đi ra khỏi cơ thể thì nó sẽ đi qua các cấu trúc của ống dẫn khí. Cái luồng không khí thì bên ngoài vào cơ thể, cái luồng không khí đó cần phải được làm ẩm và làm sạch trước khi nó đi vào trong phổi. Mình tưởng tượng rằng nếu như không khí ở bên ngoài ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ bình thường của cơ thể là 37 độ, ở những vùng không khí lạnh, ví dụ như không khí có thể âm độ, 0 độ C, thì luồng không khí đó nếu đi vào trong phổi nó có khả năng gây tổn thương phế nang. Vậy thì nó có một cơ chế để bảo vệ cái luồng không khí đó làm ẩm và làm sạch luồng không khí để đảm bảo luồng không khí đi vào trong phổi nó sẽ bớt đi vi khuẩn, bớt đi chất cặn bã và cũng như là bớt đi các chất độc cho cơ thể, cũng như là nó ở một nhiệt độ vừa phải để nó không gây tổn thương các thành phần của đường dẫn khí. Chức năng thứ ba đó là chức năng tiếp nhận khứu giác, hay còn gọi được hiểu nôm na là nhận biết mùi. Và một chức năng cuối cùng cũng khá quan trọng của đường dẫn khí đó là giờ của hệ thống hô hấp, đó là chức năng phát âm. Chức năng phát âm thì được hiểu nôm na, nếu mà sau này các bạn học chuyên khoa sâu hơn thì chức năng phát âm này phải được làm rõ ở hai chức năng. Chức năng thứ nhất đó là chức năng tạo âm, có nghĩa là trong cơ thể chúng ta nó sẽ có một cái nơi nó tạo ra cái âm đầu tiên. Thì được hiểu nôm na cái nơi tạo ra âm đầu tiên đó nó nằm ở thanh quản, và cụ thể là vị trí của hai dây thanh. Hai dây thanh nó tạo ra cái âm đầu tiên. Từ cái âm đầu tiên nó, cái luồng không khí do cái âm đầu tiên đó nó sẽ di chuyển ra các khoảng trống của cơ thể nằm ở phía trên của đường hô hấp trên để nó cộng hưởng với nhau để nó tạo ra cái lời. Thì chức năng phát âm nó sẽ gồm có hai chức năng chính, thứ nhất là chức năng tạo âm và chức năng tạo lời. Đây là hình ảnh minh họa của các cơ quan tham gia vào đường hô hấp, vào hệ thống hô hấp, gồm có hệ thống ống dẫn khí, mũi, hầu, thanh quản, khí quản và phế quản.
tận hết của hệ thống ống dẫn khí, đó chính là hai cái phế quản chính hay là phế quản gốc khi nó bắt đầu đi vào trong hai lá phổi. Từ phế quản chính và phế quản gốc đi vào trong lá phổi, phế quản tiếp tục phân chia nhỏ thành tận cùng là ở các phế nang. Thành phần thứ hai tham gia vào hệ hô hấp đó là hệ thống trao đổi khí, sẽ gồm có phổi và màng phổi. Cái hình ảnh này muốn minh họa cho hai việc, hai cái đặc điểm của hệ thống ống dẫn khí. Đó là nếu như mình nhìn thấy á, hệ thống dẫn khí như đã nói, đó là gồm có mũi, gồm có họng, gồm có thanh quản, gồm có khí quản, gồm có phế quản. Thì mình đã thấy rằng mũi nè, thanh quản nè, khí quản nè. Thì nếu như mình đã coi bài trước thì mình thấy rằng cả ba thành phần này hay là phần lớn của đường dẫn khí được cấu tạo chủ yếu đó là sụn. Để làm chi à? Để làm cho cái đường dẫn khí thường nó ở trạng thái mở. Cho nên quá trình hô hấp, không khí đi vào và đi ra khỏi cơ thể là một quá trình tự ý. Cơ thể chúng ta sẽ không có chủ động cảm nhận được. Điển hình là các bạn đang ngồi học bài đây thì sự thở, nghĩa là luồng không khí lúc nào cũng đang đi vào và đi ra khỏi cơ thể. Chứ không phải là mình muốn nín thở một khoảng thời gian dài thì cũng có thể được là đóng đúng, mà phải do sự tự ý, nghĩa là không theo ý muốn của mình. Cái đặc tính này, luồng không khí này, nó phải đi vào và đi ra một cách chủ động như vậy, cho nên cái đường dẫn khí này nó ở trạng thái mở. Mũi cấu tạo ở sụn, xương nó mở, thanh quản, khí quản nó cũng cấu tạo bởi sụn, cho nên lúc nào nó cũng ở trạng thái mở. Sau khi mình học tới cái phế nang, mặc dù ở phế nang thì nó không còn sụn, nhưng mà do các tế bào phế nang loại 2, tiếp 2 nó tiết ra một chất gọi là surfactant, nó tạo ra sức căng bề mặt của tế bào phế nang, nó làm cho phế nang thường ở trạng thái mở. Trạng thái mở này nó giúp cho cái sự không khí di chuyển một cách thuận lợi, dễ dàng, đi vào và đi ra không theo ý muốn của mình. Và bên cạnh đó thì cái luồng di chuyển không khí này nó sẽ không làm cho cơ thể tốn nhiều năng lượng cho sự thở. Cho nên các bạn sẽ gặp những trường hợp bệnh nhân bị khó thở, người ta sẽ cần rất nhiều năng lượng cho sự thở, cho nên người ta thở rất là khó và người ta bị dễ bị nguy kịch mà người ta không còn năng lượng, người ta rất là mệt vì lý do người ta sử dụng nhiều năng lượng cho sự thở. Một cái đặc điểm thứ hai của cái hệ thống ống dẫn hệ hô hấp đó là đối với hệ thống dẫn khí á, như mũi nè, như hầu nè, như thanh quản nè, như khí quản thì thường nó nằm lộ rõ dưới da. Cho nên chính vì một là nó ở trạng thái mở, hai nó nằm lộ rõ dưới da, cho nên trong bất cứ những cái tổn thương nào ở bề mặt thì dễ tổn thương của đường hô hấp nhất. Chính vì vậy, quá trình tiếp cận bệnh nhân theo cái nguyên tắc gọi là CPR, nghĩa là hồi sức tim phổi cơ bản, có nghĩa là xe cái này là cardiopulmonary restoration, có nghĩa là hồi sức tim phổi. Thì trong cái hồi sức tim phổi cơ bản thì cái chữ đầu tiên mà mình cần phải làm đó là chữ A, hay còn gọi là airway. Vì lý do đường dẫn khí luôn ở trạng thái mở, thứ hai là nằm lông lỗ dưới da, cho nên nó dễ bị tổn thương. Cho nên trong quá trình tiếp cận bệnh nhân thì bắt buộc phải khai thông đường dẫn khí trước khi làm tất cả biện pháp khác. Mình đi vào cơ quan đầu tiên của hệ hô hấp hay là của đường dẫn khí, đó chính là mũi. Mũi được cấu tạo bởi ba thành phần chính, đó là mũi ngoài, mũi trong và các xoang thành mũi. Mũi ngoài thì như đã nói, đó là một cái hình tháp, nó được gọi là cái tháp mũi. Được hiểu nôm na là một cái tổ chức gồm có sụn và mô mềm, và một phần sụn và mô mềm nó sẽ đắp lên ở chính giữa mặt trên một cái khung xương, có nghĩa là nó có một cái khung xương, sau đó có tổ chức sụn mô mềm đắp lên. Thì cái khung xương này nó sẽ hình, nó tạo ra cái hình dáng cái cấp của mũi ngoài. Thì cái khung xương này nó sẽ gồm có ba cái xương chính. Xương thứ nhất á, là cái xương chính mũi, hay còn gọi là cái xương mũi hai bên. Cái xương thứ hai là cái xương hàm trên, và cái xương thứ ba là cái xương gò má. Đây là phần của xương hàm trên và đây là cái xương gò má. Đây là xương hàm trên và đây là cái xương gò má. Thì ba cái xương này nó sẽ hình thành cái khung. Cái khung này nó sẽ cho cấu trúc sụn và mô mềm đắp lên để hình thành ra cái tháp mũi và tạo ra cái hình dáng mũi ở trên khuôn mặt. Và tùy theo cái vị trí của khung xương và cái khung sụn đắp lên trên mặt mà nó tạo ra hình dáng của mũi khác nhau. Mình nói về cái khung sụn á, thì rõ ràng cái khung sụn mà đắp lên trên mặt á, để tạo ra hình dáng ngoài của tháp mũi, nó sẽ gồm có ba cái sụn chính. Cái sụn thứ nhất á, nó được gọi là cái sụn mũi bên, hay còn gọi là cái sụn có hình tam giác, một số hình một cái hình tứ giác, cho nên một số sách còn gọi cái sụn này là sụn tứ giác. Cái sụn thứ hai đó là cái sụn cánh mũi lớn, và cái sụn thứ ba là sụn cánh mũi bé, nằm ở ranh giới giữa sụn mũi bên và sụn cánh mũi lớn, đó là sụn mũi bé. Cái phần còn lại đó là những cái tổ chức mô mềm, tổ chức tuyến bã, tổ chức
nâng đỡ cho hệ thống sụn. Đó là cấu trúc của cái sụn mũi ngoài, đa tạo của mũi ngoài. Thì lưu ý rằng cái mũi ngoài này nó sẽ mở ra bên ngoài qua hai cái lỗ. Cái lỗ này được gọi là cái lỗ mũi ngoài. Mặc dù mình có hình dáng bên ngoài là một cái mũi thôi, nhưng mà do mình có hai cái lỗ, cho nên khi nó liên tục bên trong, hai cái lỗ này nó sẽ liên tục bên trong vào trong cái hốc mũi. Chính vì cái lỗ mũi ngoài nó được mở ra bên ngoài qua hai cái lỗ, cho nên cái lỗ mũi trong, dù mình gọi nó là hốc mũi, nhưng do nó thông ra bên ngoài qua hai cái lỗ, cho nên nó được phân chia bởi cái hốc mũi này ra làm hai bên, bên phải và bên trái. Bởi một cái cấu trúc đó nó có thành phần được gọi là thành trong. Vậy thì khi nói về cái lỗ mũi trong á, nhìn từ cái lỗ mũi ngoài đi vào trong cái lỗ mũi trong, thì mình thấy rằng cái mũi trong này nó có hai hốc hai bên. Mặc dù nó một hốc lớn nhưng mà nó được chia thành hai hốc hai bên bởi một cái vách. Cái vách đó được gọi là vách mũi. Thì người ta thấy rằng ở mỗi cái hốc này, cái hốc mũi này thì nó gồm có bốn thành. Thành thứ nhất là thành trong hay còn gọi là thành vách ngăn. Thành thứ hai là thành dưới hay còn gọi là sàn mũi. Thành thứ ba được gọi là thành trần hay là thành trên. Và thành cuối cùng là thành ngoài. Bây giờ mình đi vào từng thành phần một, thì mình nói về cái thành trong trước. Thì rõ ràng thành trong của mũi á, nếu đây mình nhìn từ ngoài vô nè, thì rõ ràng cái phần mà bắt đầu từ cái xương mũi cho tới cái rìa của cái mõm khẩu cái của xương hàm trên á, thì từ đây trở ra phía trước này được gọi là hình dáng của cái mũi ngoài. Nhưng mà từ đây nè trở vào cho tới cái lỗ mũi trong thì đây là toàn bộ cái mũi trong hay còn gọi là cái hốc mũi. Thì mình thấy rằng cái thể tích của mũi trong nó lớn hơn rất nhiều so với thể tích của mũi ngoài. Và mình tìm hiểu về bốn cái thành của mũi trong thì mình thấy như sao. Đối với thành trong là thành mà phân chia hai cái thân kim mũi trong ra làm hai cái hốc, hốc bên phải và hốc bên trái. Thì nếu mình quan sát ở cái thành trong hay thành vách ngăn thì nó có hai cái tổ chức. Tổ chức thứ nhất là cái tổ chức màu xám. Cái tổ chức màu xám này nó chính là thành phần sụn. Cái tổ chức thứ hai là tổ chức màu hồng và màu xanh lá này thì đó là thành phần xương. Vậy cái thành trong hay là thành vách ngăn nó được tạo bởi hai cấu trúc, đó là cấu trúc sụn và cấu trúc xương. Xương nó sẽ có hai phần xương chính, đó là mảnh thẳng đứng của xương sàn và xương lá mía. Thành phần sụn là sụn vách mũi hay còn gọi là sụn vách ngăn. Và vì lý do là cái vách ngăn nó được tạo bởi hai thành phần sụn và xương, cho nên sự hợp nhất giữa hai thành phần sụn và xương đôi khi nó không liền nhau và nó tạo ra sự di lệch của vách ngăn, nó gây một cái hiện tượng là vẽ vách ngăn, méo vách ngăn hoặc là gai vách ngăn. Đó là đối với thành trong. Thành thứ hai đó là mình nói về thành ngoài. Khi nói về thành ngoài thì đây là hình dạng cho thấy cái cấu trúc xương của thành ngoài. Thì thành ngoài á, thì người thấy rằng ở thành ngoài nó không có bằng phẳng như thành trong. Nếu như thành trong là một thành phẳng thì ở thành ngoài này nó được có những cái cấu trúc có gờ vào bên trong. Những cái gờ đó nó được gọi là các xương xoăn mũi. Ở một người bình thường thì nó sẽ có ba cái xương xoăn mũi theo thứ tự từ dưới đi lên. Đó là xương xoăn mũi dưới, xương xoăn mũi giữa và xương xoăn mũi trên. Nếu các bạn nhìn trên cái hình này thì các bạn thấy rằng xương xoăn mũi dưới á, nó có màu khác với hai cái xương xoăn mũi còn lại. Và hai xương xoăn mũi còn lại là nó thuộc về xương sàn, cho nên nó không được tính là xương rời. Mặc dù gọi là xương xoăn mũi nhưng nó không được xếp vào trong bộ xương. Và tại vì nó thuộc xương sàn. Hồi nãy các bạn học hệ vận động thì các bạn biết rằng đối với hệ xương của cơ thể người trưởng thành nó sẽ có khoảng 206 xương. Thì khối xương đầu mặt thì nó sẽ gồm có 23 xương nếu tính luôn xương móng. Thì trong 23 xương đó thì nó không có liệt kê xương xoăn mũi trên và xương xoăn mũi giữa, mà nó chỉ liệt kê xương sàn mà thôi. Nhưng mà ngược lại, cái xương xoăn mũi dưới có màu khác và nó là một cái xương rời. Và nó được tính là một trong 23 xương của khối xương đầu mặt. Tại vì nó là một xương rời. Xương rời. Tại sao gọi là xoăn? Thì nếu như các bạn nhìn thấy trên cái hình ảnh cắt ngang, cắt đứng dọc qua, thì mình thấy rằng cái xương này nó có khả năng nó cuộn lại. Nó tạo ra một cái hình dáng xoắn ốc hay là cái xoắn ốc. Đây là hình dáng của các xương xoăn mũi. Và đây là hình dáng của các xương mũi đã được lớp niêm mạc mũi phủ lên. Thì mình thấy rằng khi niêm mạc mới phủ lên ba cái xương xoăn này, thì các xương xoăn này nó sẽ tạo ra các khoảng trống. Những khoảng trống giữa các xương xoăn với nhau hoặc giữa xương xoăn với các thành phần còn lại. Ví dụ, giữa xương xoăn mũi dưới với cái sàn mũi thì nó sẽ có một khoảng trống. Cái khoảng trống này nó đặt cho cái tên là ngách mũi dưới. Giữa xương xoăn mũi giữa, dưới xương xoăn mũi dưới, nó là cái ngách mũi giữa. Giữa xương xoăn mũi trên và xương xoăn mũi giữa, nó là cái ngách mũi trên.
mình có ba xương xăm mũi thì tương ứng đó là ba cái ngách mũi, đó là ngách mũi chữa, ngách mũi trên và ngách mũi dưới. Trong một số trường hợp thì người ta còn có một cái xương xăm trên cùng nữa thì gọi là xương xăm mũi trên cùng, thì lúc đó nó sẽ có bốn cái xương xăm mũi và tương ứng là bốn ngách mũi nằm giữa các xương xăm mũi. Vậy thì vai trò của các xương xăm mũi là gì? Thì người ta thấy rằng vai trò của xương xăm mũi nó có một đặc điểm rất là quan trọng, đó là nó định hướng cái luồng không khí khi không khí đi từ cái lỗ mũi ngoài đi vào trong cái hốc mũi hay còn gọi là mũi trong, và luồng không khí này sẽ chạm vào các xương xăm mũi để luồng không khí này đi hướng ra phía sau để bắt đầu đi vào cái cửa mũi sau, lỗ mũi sau để xuống họng. Chứ nếu như không có vai xương xăm này thì luồng không khí nó chỉ đi vào trong hốc mũi và nó nằm lơ lửng ở trong hốc mũi, hay còn gọi là điều khiển lô nan nằm ở trong trong trong. Đó là mình nói về mũi trong. Mình nói về cái hệ thống còn lại của mũi trong, đó là cái xoang cạnh mũi. Thì xoang là gì? Xoang là một hốc rỗng chứa khí và chứa dịch nằm trong xương. Người ta thấy rằng xung quanh khối xương động mạch nó có những cái hốc rỗng chứa khí và chứa dịch. Những cái hốc rỗng chứa khí và chứa dịch này mục đích là nó làm nhẹ đi khối xương động mạch. Người ta gọi những cái hốc này gọi là xoang. Thì những cái xoang này nó có ba cái bốn xoang chính là xoang cạnh mũi. Tại sao có khái niệm xoang cạnh mũi? Vì lý do những cái xoang này nó sẽ có cái lỗ mở cho không khí hoặc dịch đổ vào trong mũi, cho nên gọi là xoang cạnh mũi. Xoang cạnh mũi thì theo phát thứ tự phát triển của loài người sẽ gồm có bốn nhóm xoang chính: hàm, sàn, trán và bướm. Xoang hàm hay còn gọi là xoang hàm trên, đó là hai cái hốc rỗng chứa khí nằm trong khối xương hàm trên ở hai bên của hàm mũi. Do hàm dưới không có xoang cho nên đôi khi cái xoang hàm trên còn được gọi là xoang hàm. Cái nhóm xoang thứ hai là nhóm xoang nằm trong xương trán. Trong xương trán có rất nhiều tế bào hay là có nhiều hốc rỗng chứa khí. Những cái hốc rỗng chứa khí đó còn gọi là xoang trán. Xương sàn. Trong xương sàn nó có nhiều cái hốc rỗng chứa khí, mình gọi là xoang sàn. Có nhiều cái nhóm xoang sàn khác nhau. Người ta chia cái xoang sàn này ra là ba nhóm: nhóm xoang sàn trước, xoang sàn giữa và nhóm xoang sàn sau. Do nó có nhiều xoang sàn. Cái xoang thứ ba đó là cái xoang nằm ở hai bên xương trán, nằm trong xương trán người ta gọi là xoang trán. Và cái xoang cuối cùng là cái xoang nằm sâu nhất trong cơ thể, trong xương bướm, gọi là xoang bướm. Thì đây là bốn hệ thống xoang cạnh mũi. Mục đích của bốn hệ thống xoang này, mục đích là nó làm nhẹ đi khối xương động mạch. Cái thứ hai là khi mà lời nói, khi mà âm thanh bắt đầu nó phát ra từ thanh quản, trước khi nó đi ra khỏi miệng hoặc là mũi, thì hệ thống không khí nó sẽ đi vào trong các hốc xoang này và nó sẽ tạo ra một cái hiện tượng là cộng hưởng âm, để nó tạo ra những cái âm khác nhau hay là những cái lời nói khác nhau. Vậy thì những cái xoang cạnh mũi này nó sẽ đổ vào đâu? Thì người ta thấy rằng cái xoang cạnh mũi này nó sẽ đổ vào các ngách mũi, và chủ yếu nó đổ vào ngách mũi trên và ngách mũi giữa. Đổ vào ngách mũi trên là nó lỗ đổ của xoang sàn sau và xoang bướm. Đổ vào ngách mũi giữa là lỗ đổ của xoang trán, xoang hàm hay còn gọi là xoang hàm trên, xoang sàn trước và xoang sàn giữa. Vậy thì thắc mắc câu chuyện là đổ vào các mũi dưới là gì? Thì đổ vào các mũi dưới đó là lỗ đổ của ống lệ mũi. Thì mình thấy rằng dù mình có bốn loại xoang cạnh mũi, mình có ba cái ngách mũi, nhưng mà bốn xoang cạnh mũi này chỉ đổ vào các giữa và các trên mà thôi, không đổ vào các dưới. Đổ vào các dưới là lỗ đổ của ống lệ mũi. Thì ống lệ mũi là gì? Ống lệ mũi là một cái ống thông tự nhiên, một đầu sẽ mở vào trong hố lệ gần hai bên hốc mắt, một đầu còn lại sẽ đổ qua cái ngách mũi dưới cách tiền đỉnh mũi khoảng 2 cm. Và cái ống lệ mũi này nó sẽ góp phần giải áp nước mắt, dẫn nước mắt ở trên mũi ở trên mắt xuống dưới mũi. Cho nên trong một số trường hợp những người người ta khóc, thì khi người ta khóc á, trường hợp khóc quá nhiều thì nước mắt nó sẽ tiết ra quá nhiều. Nước mắt tiết ra quá nhiều nó khả năng nó chèn ép vào nhãn cầu, nó gây đau. Thì cái luồng nước mắt đó nó sẽ được dẫn vào trong hố lệ theo cái ống lệ mũi chảy xuống dưới mũi, và đó là hiện tượng khi người ta khóc quá nhiều người ta sẽ kèm theo hiện tượng chảy nước mũi. Một cái hình ảnh
Một cái chi tiết cần phải nói với các bạn nữa, đó là mình nói rằng một trong những chức năng của mũi, đó là chức năng nhận biết mùi, hay còn gọi là chức năng khứu giác. Thì người ta thấy rằng ở cái niêm mạc mũi mà thuộc cái phần gọi là xương sân mũi trên, nó sẽ có một cái lớp niêm mạc mũi đặc biệt, được hiểu nôm na nơi đó là nơi tận cùng của các đầu mút thần kinh. Và từ đó nó sẽ cho những dây thần kinh khứu giác xuyên qua mảnh ngang của xương sàn để đi vào trong não, tiếp hợp lại thành một cái niêm mạc khứu để nhận biết mùi. Cho nên cái việc mà tiếp nhận khứu giác nó sẽ nằm ở cái niêm mạc khứu giác. Niêm mạc khứu giác nằm ở cái xương sân mũi trên hay là phần xương sân mũi trên cùng. Đó là đặc điểm cần phải lưu ý. Một đặc điểm nữa, nếu như mình nhìn ở cái hình này để cho thấy rằng mũi, nếu các bạn thấy mũi có niêm mạc màu hồng và nó có hồng vì lý do là ở dưới các xương sân này, nó dưới lớp niêm mạc này nó có rất nhiều mạch máu luôn. Cho nên điển hình là khi các bạn bị chấn thương mũi thì rất dễ chảy máu, và đây là một cái hệ thống mạch máu nuôi trong mũi rất là phong phú. Thì các bạn chỉ cần nhớ rằng cái hệ thống nuôi mạch máu phong phú của mũi này thường nó sẽ tập hợp ở hai cái điểm phía trước và cái điểm phía sau. Cái điểm phía trước này là cái điểm mà dễ chảy máu nhất, hay còn gọi là cái điểm mạch. Điểm mạch này được gọi là điểm mạch Kissenbach, là nơi mà các mạch máu cung cấp cho mũi hội tụ lại và nó sẽ dễ gây ra hiện tượng chảy máu, gọi là điểm mạch Kissenbach. Ở trên mũi thực chất ra nó có hai điểm mạch, là điểm mạch trước hay còn gọi là điểm mạch Kissenbach và điểm mạch sau. Nhưng mà cái điểm mạch mà người ta hay quan tâm nhất là điểm mạch Kissenbach. Chỉ cần khô hoặc là ngứa các bạn gãi chỗ này hoặc là bong chóc chỗ này ra thì nó sẽ chảy máu và nó gây ra hiện tượng là chảy máu cam. Đây là hình ảnh về niêm mạc khứu giác nằm ở xương sọ mũi trên. Đấy. Mình đi vào thành phần thứ kế tiếp của đường của hệ thống ống dẫn khí, đó là hầu. Thì người ta thấy rằng cấu tạo của hầu là một ống cơ mạc, hay là gọi là mạc cơ. Hầu được mô tả trong sách đó là một cái ngã tư của đường tiêu hóa và đường hô hấp. Thì đây là hình ảnh để cho thấy tại sao gọi là hầu là ngã tư của đường tiêu hóa và đường hô hấp. Thì các bạn thấy rằng mũi là đường dẫn khí, là cái màu xanh. Đấy, đường dẫn khí là cái màu xanh. Ngược lại miệng là đường tiêu hóa, là cái màu đỏ. Thì người ta thấy rằng ở con vật cũng giống như ở người, thì ở cái hầu miệng á, thì người ta thấy rằng có cái sự giao lưu hay là những sự giao nhau của đường hô hấp và đường tiêu hóa. Người ta thấy rằng cái đường tiêu hóa ở tầng trên á, khi mà nó đi từ ngoài vô thì nó đi trên so với đường tiêu hóa, đường hô hấp nằm trên, đường tiêu hóa nằm dưới. Nhưng mà khi bắt đầu đi xuống hậu miệng hay còn gọi là hậu miệng thì đường tiêu hóa nó sẽ có quy hướng đi ra phía sau, đường hô hấp sẽ có xu hướng đi ra phía trước, cho nên nó có sự thành, nó có sự giao thoa ở cái hậu miệng hay còn gọi là cái hầu miệng, cho nên mới gọi hầu là ngã tư của đường tiêu hóa và đường hô hấp. Và chủ yếu cái ngã tư này nó sẽ xảy ra ở cái điểm hầu, hậu miệng hoặc hầu thanh quản. Thì người ta thấy rằng hầu nó là một ống mạc cơ được chia thành ba thành phần. Ba thành phần đó thì tùy theo thành phần hầu nó liên quan tới cấu trúc phía trước là gì. Ví dụ như hầu mà nó liên quan phía trước ở hai cái lỗ mũi sau thì hầu đó được gọi là cái hầu mũi, hay còn gọi là tỵ hầu. Hầu liên quan phía trước là ở eo hậu, hay còn gọi là cái ổ miệng, thì nó liên quan, nó được gọi là hầu miệng. Còn hầu mà nó liên quan phía trước là thanh quản thì được gọi là hầu thanh quản. Thì đây là các thành phần tham gia cấu tạo của hầu. Thì hầu nó sẽ được liên tục phía mũi, ở phía trên đó chính là bờ dưới của thân xương bướm, hay còn gọi là cái nền sọ. Và nó kết thúc ở đâu ? Ở ngang cái bờ bờ dưới của sụn nhẫn, là ngang mức đốt sống cổ số 6. Thì đây là cái thành phần của hầu. Khi nói về hầu thì phải nhớ tới một cái đặc điểm, đó là các tổ chức xung quanh hầu, mục đích là nó bảo vệ cơ thể, chống lại các tác nhân có hại trong đường không khí hoặc là trong thức ăn. Thì người ta thấy rằng mũi nó cũng có thành phần để chống lại cái sự xâm nhập của vi khuẩn, đó là hệ thống lông ở vùng tiền đình mũi, mình gọi là hệ thống lông mũi, để nó bắt giữ những cái hạt mũi kích thước lớn hoặc là những bắt giữ vi khuẩn. Tuy nhiên nếu như những cái chất mà nó gây độc hại đó nó qua được cái hàng rào lông này thì khi nó đi vào trong cơ thể á, thì nó phải được bắt giữ một cái phần thứ hai. Cái phần bắt giữ đó nó sẽ nằm ở vùng hầu, tương tự với vùng miệng cũng vậy. Thì thấy rằng ở cái vùng hầu này nó có một cái tổ chức, những
những cái tổ chức này nó được gọi là những cái tổ chức hạnh nhân. Tổ chức hạnh nhân là bao gồm các tế bào lympho B và lympho T gây ra đáp ứng miễn dịch để bắt giữ các chất có hại cho cơ thể theo đáp ứng miễn dịch. Thì mình thấy rằng nó có tất cả là 6 cái tổ chức hạnh nhân, nghĩa là 6 cái hạnh nhân. Nhóm hạnh nhân ở hầu mũi thì sẽ gồm có hạnh nhân hầu và hạnh nhân vòi. Hạnh nhân hầu á, thì nó nằm ở ngay phía dưới, nghĩa là nằm ở đường giữa, ngay phía dưới của nền của xương xương ướp. Ngược lại, hai cái hạnh nhân vòi nó sẽ nằm ở hai bên cái lỗ hầu vòi tai. Lỗ hầu vòi tai sau này các bạn học là một chi tiết cực kỳ quan trọng. Nó có một cái đường thông. Một là nó mở ra ở hầu mũi, ở thành bên của hầu mũi. Một là nó mở vào trong cái tai giữa. Và nó sẽ góp phần cân bằng áp suất của tai. Cái nhóm hạnh nhân thứ hai là nhóm hạnh nhân ở hầu miệng. Thì mình thấy rằng nhóm hạnh nhân của hầu miệng cũng gồm có ba hạnh nhân. Nhóm hạnh nhân thứ nhất là nhóm hạnh nhân nằm sau lưỡi, nó gọi là hạnh nhân lưỡi hay hạnh nhân đáy lưỡi. Cái nhóm hạnh nhân thứ hai là nhóm hạnh nhân nằm ở hai bên của cung khẩu cái hầu, cung khẩu cái lưỡi, hay còn gọi là nằm ở hai bên của cái eo họng á. Thì hai cái cục này dân gian mình hay gọi đó là amidan. Còn cái cục hạnh nhân hầu này mình hay gọi đó là VA. Thì sáu cái hạnh nhân này mình được gọi là cái tổ chức quay đa dê, mục đích là nó bắt giữ vi khuẩn của vùng hầu để bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân xâm nhập có hại trong đường tiêu hóa và đường hô hấp. Rồi, bây giờ mình tiếp tục. Đó là về thanh quản. Thì mình nói về thanh quản á, thì mình thấy có một cái hiện tượng sau đây. Đó là thanh quản á, được cấu tạo bởi 4 thành phần chính. Thành phần thứ nhất á, đó là phần sụn. Sụn thanh quản. Thành phần thứ hai, đó là các cơ. Thành phần thứ ba là màng sơ chun. Và thành phần cuối cùng, đó là dây chằng. Thì tại sao có cái hiện tượng xảy ra như thế này? Thì nếu như mình thấy rằng đây là hình ảnh của các sụn tham gia cấu tạo và thanh quản, thì các sụn tham gia cấu tạo thanh quản nó sẽ gồm có 5 cái sụn chính. Sụn thứ nhất là các sụn đơn, đó là các sụn hình chiếc lá, như là sụn nắp. Sụn giáp là sụn có thể tích lớn nhất. Sụn nhẫn và các sụn đôi, thí dụ như sụn phễu và sụn sừng. Khi nhìn từ trước tới mặt nhìn ngang thì mình sẽ thấy rằng các bộ ba sụn nắp, sụn giáp và sụn nhẫn nó sẽ được hợp với nhau thành một khối. Và nó sẽ che hai cái sụn phễu và sụn sừng nằm ở phía sau. Sụn phễu với sụn sừng nó sẽ nằm gá lên trên sụn nhẫn. Và ở trên cái sụn phễu này, nếu mình nhìn về đỏ thì ở sụn phễu này sau này các bạn học sẽ thấy rằng nó có hai cái mõm, là mõm cơ và mõm thanh âm. Và cái mõm thanh âm này nó sẽ cho cái dây chằng thanh âm bám vào trong mặt sau của sụn giáp. Và nó hình thành ra hai cái dây thanh âm để phục vụ cho chức năng phát âm. Đó là đặc điểm cấu tạo thứ nhất, đó là giữa các sụn. Đặc điểm thứ hai, người ta thấy rằng bao xung quanh các sụn này đó chính là các cơ. Cơ thì nó có hai nhóm cơ. Nhóm cơ thứ nhất là nhóm cơ mà nó bọc xung quanh ở thanh quản và nó bám tận, nguyên quỹ bám tận của nó đều ở thanh quản, thì nhóm cơ này là nhóm cơ nội tại. Cái nhóm cơ thứ hai là nhóm cơ ngoại lai, là bám từ chỗ khác tới thanh quản. Cái thành phần thứ ba tham gia cấu tạo thanh quản đó là các dây chằng và các màng. Ví dụ mình thấy rằng ở xương móng và sụn giáp có cái màng gọi là màng giáp móng.
mục đích của những cái cơ và những cái màng này là để mục đích là nó tạo ra cho thanh quản có hình ống, có nghĩa là hình ống kính như vậy, để nó đảm bảo cho sự lưu thông không khí một cách dễ dàng. Chứ thanh quản thì ngoài, nhắc lại, thanh quản cấu tạo là sụn, cơ và dây chằng. Tiếp thì mình thấy rằng hồi nãy đã nói rằng là cái sụn nhẫn, sụn phễu này nó có hai cái dây, nó là cái mõm, chứ mõm cơ và mõm thanh âm. Thì ở cái mõm thanh âm này hay mõm dây chằng này nó có cho dây chằng thanh âm bám vào, và hai dây chằng thanh âm này nó có chức năng rất là quan trọng trong sự nói và sự lưu thông không khí. Bình thường á, cái hai dây thanh âm này nó sẽ ở hai trạng thái. Trạng thái thứ nhất là trạng thái đóng, đây là hình ảnh hai dây thanh âm đang đóng lại. Trạng thái thứ hai là trạng thái mở. Trạng thái mở thì không khí sẽ đi vào và đi ra một cách dễ dàng. Ở trạng thái đóng, đặc biệt là khi sự nuốt xảy ra đó, thì hai dây thanh âm này đóng lại để thức ăn không nó lọt được vào trong thanh quản. Thì để sự điều khiển của hai cái dây thanh âm này đóng mở thì nó có những cái cơ. Thì lưu ý những cái cơ mà đóng dây thanh âm đó là cơ nhẫn phễu bên và cơ giáp phễu. Trong đó những cơ mở dây thanh âm là cơ nhẫn phễu sau và cơ phễu ngang. Thì đó là những cơ gửi, những cơ mà nó sẽ đóng mở dây thanh âm. Mạch máu thần kinh á, thì các bạn chỉ cần xem cho biết thôi, cũng không có cần đặt nặng vấn đề đối với học phần này. Rồi, mình nói thành phần kế tiếp đó là khí quản. Thì thấy rằng cấu tạo của khí quản á, nó là các vòng sụn hình chữ C. Nó sẽ gồm có 10 tới 20 vòng sụn hình chữ C. Nó bắt đầu ở phía dưới của sụn nhẫn và nó kết thúc ở cái chỗ mà nó chia đôi thành hai, đó là hai cái phế quản chính và phế quản gốc. Người ta thấy rằng cái vòng sụn khí quản á, nó có đặc điểm hình chữ C là tại vì phía sau của khí quản đó chính là thực quản. Thì thực quản này khi trong quá trình tiêu hóa, thì thực quản này trong quá trình nuốt, thì thực quản này nó sẽ nở ra. Khi nó nở ra như vậy, nếu như mà khí quản có hình chữ O đó, thì thực quản nó không nở ra được. Và khi nó sẽ ảnh hưởng sự nuốt, cho nên đằng sau của khí quản đó chính là thực quản. Cho nên khí quản nó sẽ có vòng sụn hình chữ C để nó tạo cho sự giãn nở của thực quản một cách dễ dàng. Khí quản nó sẽ tới ngang đốt sống ngực số 4, thì nó sẽ được chia thành hai cái phế quản chính, hay còn gọi là phế quản gốc, bắt đầu đi vào trong hai lá phổi. Mình nói về cái thành phần trao đổi khí, đó là thành phần của phổi. Thì cái thấy rằng đối với phổi á, được mô tả là hình nón cục. Hình nón cục. Hình nón cục. Thì nó gồm có một đáy, một đỉnh, hai mặt và hai bờ. Phổi là một cơ quan đôi, nó sẽ gồm có hai lá, lá phổi bên phải và lá phổi bên trái. Phổi nó nằm trong lồng ngực. Lồng ngực là gì? Lồng ngực là một khoảng trống, nó được giới hạn. Nó giới hạn gì à? Ở phía dưới đó chính là một cái cơ. Cái cơ này ngăn cách cho thân mình ra làm hai, đó là cái cơ hoành. Ở phía trước của nó chính là xương ức. Ở hai bên đó là cái khung xương sườn và sụn sườn. Và sau cùng đó chính là cột sống ngực. Thì nguyên thể tích này, nguyên cái cấu trúc này nó được gọi là cái lồng ngực. Và trong lồng ngực này nó có hai lá phổi. Nếu mình nhìn thấy hình dáng của hai lá phổi trong lồng ngực thì rõ ràng cái lá phổi bên phải nó có thể tích lớn hơn nhiều so với lá phổi bên trái. Giải thích cho cái hiện tượng này là do lá phổi bên trái nó bị quả tim lệch sang bên trái, cho nên nó đè có lá phổi bên trái, nó làm cho lá phổi bên trái có thể tích nhỏ hơn. Về hình dáng của hai lá phổi thì người ta thấy rằng lá phổi bên phải nó sẽ có thể tích to hơn lá phổi bên trái. Và chính vì thể tích to hơn cho nên lá phổi bên phải nó sẽ được chia làm ba thùy bởi hai cái chi tiết, đó là hai cái rãnh. Mình có hai cái rãnh, đó là hai cái khe, đó là cái khe ngang và cái khe chết.
khe chết hay còn gọi là khe chéo, có nghĩa là nó chạy chéo vậy nè, khe chết và khe ngang, nó sẽ chia cái phổi phải ra làm ba thùy, thùy trên, thùy giữa và thùy dưới. Ngược lại ở phổi trái thì nó chỉ có một khe, đó là khe chết mà thôi, và nó chia phổi trái ra làm hai thùy, thùy trên và thùy dưới, không có thùy giữa. Đó là hình ảnh ở mặt trước của phổi. Đối với hình ảnh ở mặt trong của phổi hay còn gọi là cái mặt trung thất á, thì như thấy rằng ở trong của phổi nó có một cái cấu trúc cực kỳ quan trọng. Cái cấu trúc này nó là một cái bộ ba gồm có phế quản chính hay phế quản gốc, gồm có động mạch phổi và hai cái tĩnh mạch phổi đi kèm. Và cái bộ ba phế quản chính, động mạch phổi và tĩnh mạch phổi nó được bọc trong một cái cấu trúc có hình cái quán vợt, có hình cái cán vợt á, hình dáng giống như cán vợt tennis á, thì cái cấu trúc này nó được gọi là cái rốn phổi. Rốn phổi thì trong rốn phổi, nhắc lại, nó sẽ gồm có động mạch phổi, tĩnh mạch phổi, và phế quản chính hay phế quản gốc. Thì đó là mấy cái đặc điểm cần phải lưu ý. Mình nói rằng cái cây phế quản á, khi nó đi vào trong phổi thì bắt đầu nó chia nhỏ dần, từ phế quản chính và phế quản gốc nó sẽ chia dần thành các phế quản thùy, sau đó nó chia thành các phế quản hạ phân thùy, và nó chia dần dần cho tới khoảng 23 thế hệ thì nó sẽ tới một cái cấu trúc được gọi là phế nang. Thì người ta thấy rằng có một cái chỗ nó được gọi là tiểu phế quản, tiểu phế quản. Tới khái niệm tiểu phế quản thì cây phế quản này hầu như không còn sụn. Thì từ tiểu phế quản trở xuống cho tới phế nang thì không còn sụn. Nhưng mà để đảm bảo là phế nang và tiểu phế quản nó vẫn ở trạng thái thở, thì người ta thấy rằng ở trong phế nang nó có một cái lớp tế bào gọi là tế bào phế nang tiếp 2, nó tiết ra một cái chất gọi là surfactant, nó giúp cho phế nang lúc nào nó cũng ở trạng thái mở. Và chính cái hiện tượng này nó giúp cho cái sự trao đổi khí thuận lợi và dễ dàng. Nhắc lại, cây phế quản nó sẽ được chia khoảng 23 thế hệ, và tới thế hệ thứ 15 thì được gọi là tiểu phế quản thì hầu như không còn sụn. Từ tiểu phế quản trở xuống cho tới phế nang thì để đảm bảo cho sự giãn nở của phế nang thì nó sẽ được có một cái lớp gọi là surfactant để nó làm cho phế nang lúc nào nó cũng ở trạng thái mở. Cái phần cuối cùng cần trao đổi với các bạn đó là màng phổi. Người ta thấy rằng màng phổi á, thì được hiểu nôm na đó là một cái áo bọc lấy cái phổi. Cái áo bọc cái phổi đó thì cái áo này nó có hai cái lá. Giống như các bạn mặc áo, sau đó các bạn mặc áo khoác vô thôi. Thì cái áo mà nó dính chặt vào trong cơ thể các bạn thì nó giống như cái lá mà nó dính chặt vào trong phổi. Cái lá đó nó được gọi là cái màng phổi thành. Để sau đó màng phổi tạng. Cái lá thứ hai là cái lá mà nó phủ bên ngoài, nó áp chặt cơ hoành, áp chặt vào lồng ngực, giống như cái áo khoác bên ngoài của các bạn, thì cái lá đó nó được gọi là lá thành. Giữa lá thành và lá tạng nó cách nhau khoảng 2 khoang gian sườn ở đối chiếu lên trên bề mặt của cơ thể. Và giữa hai cái lá này nó gọi là cái ổ màng phổi. Cái ổ màng phổi này bên trong đó chứa gì? Thì thường bên trong ổ màng phổi chỉ chứa một lớp dịch mỏng khoảng 50 ml. Mục đích của lớp dịch này để làm cho hai cái lá này khi nó trượt lên nhau á, nó có sự, nó giảm sự ma sát. Hai cái lá này nó sẽ liên tục với nhau ở rốn phổi và nó bọc cái rốn phổi để tạo ra hình cán vợt giống như hồi nãy mình mới trao đổi. Thì đây là hình ảnh hình chiếu của hai lá màng phổi lên trên lồng ngực, lên trên bề mặt cơ thể. Thì cái lá mà nó bám chặt vào cái nhu mô phổi màu tím màu đen đậm này nè, thì cái lá này nó được gọi là cái lá thành, đây lá tạng. Còn cái lá mà lá xanh xanh đó, nó bám chặt vào trong cái lồng ngực thì nó sẽ được gọi là lá thành. Và giữa hai cái lá này nó sẽ ngăn với nhau, cách ngăn cách với nhau bởi hai cái khoang gian sườn. Ví dụ như lá tạng ở khoang gian sườn 6 ở đường trung đòn thì lá thành nó sẽ ở khoang gian sườn 8. Luôn luôn nó cách nhau hai khoang gian sườn. Đây là hình ảnh của hai lá ở nhìn từ trước tới ở đường trung đòn, nhìn ngang ở đường nách giữa và nhìn sau ở đường cạnh cột sống. Giữa hai lá này thì bình thường nó không có chứa gì hết, nó chỉ dưới một lớp dịch mỏng để cho hai lá này trượt lên nhau một cách dễ dàng. Tuy nhiên trong một số bệnh lý thì người ta mới thấy
là giữa hai lá này nó xuất hiện một cái lớp dịch, thì nó gây ra hiện tượng là tràn dịch màng phổi. Hoặc ở giữa hai lá này nó xuất hiện một lớp khí, cái lớp khí này nó được gọi là tràn khí màng phổi. Thì để đảm bảo khi mà nó tràn dịch, tràn khí á, thì cái lớp dịch và lớp khí này nó sẽ đè cái phổi lại và nó sẽ gây hạn chế sự hô hấp, cho nên phải giải áp bằng cách là hút dịch hoặc hút khí đó đi. Có nghĩa là phải rút dịch màng phổi hoặc là hút khí màng phổi để đảm bảo cho phổi không bị chèn ép. Thì đó là một số cái đặc điểm mà liên quan tới cái hệ hô hấp cần trao đổi với các bạn. Thì những cái nội dung này cũng đã được nhấn mạnh lại ở trong cái bài giảng số, cho nên các bạn có khả năng theo dõi. Không biết các bạn có đặt câu hỏi gì không ạ? Dạ thầy cho em hỏi lại về cái khoảng cách giữa lá thành với lá tạng được không? Em không hiểu lắm cái khúc mà cách giữa hai con nhân sự. Đây là hình ảnh minh họa. Cái lá tạng á, là cái lá mà nó ép chặt vào trong cái nhu mô màu tím, hay còn gọi là ép chặt vào trong nhu mô phổi. Cái lá thành là cái lá mà nó phủ bên ngoài, nó bám sát vào trong lồng ngực, bám sát vào cơ hoành. Thì người ta thấy rằng khi mà đối chiếu hai cái lá này lên một vị trí nào đó ở trên bề mặt của cơ thể, thí dụ như lấy cái đường giữa trung đòn là điểm nối giữa trung đòn song song với đường giữa, thì cái đường giữa trung đòn là cái đường này này. Đấy. Thì đối với cái đường này người ta thấy rằng cái lá tạng là cái lá mà ém chặt vào mô tím nó tận hết ở cái khoang nhang sườn số 6, thì tương ứng với cái lá thành thì nó sẽ tận hết ở khoang nhang sườn số 8. Vậy thì giữa lá tạng và lá thành nó sẽ cách nhau hai khoang nhang sườn. Cũng giống như là khi mình nhìn ngang, đây là nhìn ngang ở cái đường nách. Ở đường nách thì cái lá tạng là cái lá mà nó tận hết ở cái đường màu đỏ này nè, thì nó tận hết ở khoang nhang sườn 8. Thì trong khi đó lá thành nó sẽ tận hết ở khoang nhang sườn 10. Vậy thì giữa lá tạng với lá thành vẫn cách nhau là hai khoang nhang sườn. Lá tạng khoang nhang sườn 8, lá thành khoang nhang sườn 10. Vậy thì cách nhau khoang nhang sườn 9 và khoang nhang sườn 10. Tương ứng ở đường cạnh cột sống ở phía sau lưng thì cũng vậy. Lá tạng ở khoang nhang sườn 10 thì lá thành lúc này nó đã nằm ở khoang nhang sườn 12. Cho nên hai cái lá thành và lá tạng lúc nào cũng cách nhau hai khoang nhang sườn. Dạ, cảm ơn. Dạ thưa thầy, cho em hỏi về cái việc mình đi thực tập thì mình cần phải có áo blue đó thầy, thì bọn em chưa nhận được form đăng ký áo blue. Với lại là mình đi thực tập thì mình sẽ chia nhóm như thế nào ạ? Cái này em liên hệ với lại giáo vụ bộ môn á, chỗ này Phương hoặc cô thư ký là cô Loan để được hướng dẫn thêm nhé. Dạ vâng. Về còn việc đi thực tập thì mình có cần phải chuẩn bị thêm những gì không ạ? Thường là chuẩn bị thêm khẩu trang, găng tay. Dạ. Thầy cho em xin thông tin của cô Loan được không ạ? Tại vì các bạn vào đấy. Các bạn vào trong trường gặp bộ môn giải phẫu có cái phòng gọi là phòng bộ môn á. Có cô thư ký, bạn gặp cô đó để trao đổi thêm. Dạ em cảm ơn thầy. Thầy cho em hỏi này được không thầy? Hỏi đi. Cái hình mà feature ở góc bên phải thầy là cái đường màu xanh nó nằm ở đường số 11 mà tại sao nó lại nằm ở đường số 10 thầy? Thế nào? Cái khoảng cách không nhân sườn đó thầy. Đây. Đây là đường nách giữa mà. Đây là đường nách giữa là lấy cái đường này nè. Chứ không phải là điểm tận cùng. Là cái đường giữa chính giữa này nè. Thì đường chính giữa này á, là nó tận hết ở khoang nhang sườn 8 đối với màng phổi tạng và khoang nhang sườn 10 ở màng phổi thành. Còn đây là đường cạnh cột sống là phải lấy cái đường gần cột sống nhất nè. Thì màng phổi tạng nó cách ở khoang nhang sườn 10 thì màng phổi thành là khoang nhang sườn 12. À dạ rồi, dạ rồi. Dạ anh cảm ơn. Dạ thầy ơi, cho em hỏi là cái phần mũi trong của thầy là mình nhìn từ cái lỗ mũi ngoài và về sau nó là mũi trong đúng không ạ? Đúng rồi. Đúng rồi bạn. Thầy ơi, cho em hỏi là cái lá thành là kéo ra từ khoang nhang sườn 1 đến khoang nhang sườn 10 à thầy? Không phải.
Tôi đâu có nói lá thành kéo dài từ khoang gian sườn máy tới khoang gian sườn máy đâu. Tôi nói là lá thành là cái lá mà nó ép chặt vào lồng ngực, nghĩa là nó ép chặt vào trong xương ức, xương sườn, khớp ức đỏ, khung xương sườn, cơ hoành và cột sống. Còn lá tạng là lá ép chặt vào trung nhu phổi, giữa hai lá đó nó chỉ cách nhau hai khoang gian sườn, chứ tôi đâu có nói là nó nằm ở khoang gian sườn máy tới khoang gian sườn máy. Dạ em cảm ơn. Okay.